Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thời đại phát triển công nghệ thông tin với những chiếc điện thoại thông minh và mạng Internet giúp mọi người có thể truy cập tìm hiểu mọi thứ tại mọi lúc mọi nơi. Vì thế, có nhiều tủ sách pháp luật được xây dựng tại địa phương là một trong những thứ bị lãng quên, ít người lui tới. Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đưa ra quyết định số 14/2019/QĐ-TTG về xây dựng quản lý khai thác tủ sách pháp luật với mục đích đem lại sự thuận tiện hiệu quả cho việc tìm hiểu pháp luật cho người dân. Như vậy, việc xây dựng tủ sách pháp luật được sử dụng và tình hình tiếp cận của người dân ra sao? Công tác quản lý phương hướng triển khai của các cơ quan đạt hiệu quả như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu ở một số địa phương. Tủ sách pháp luật là nơi lưu giữ, quản lý sách, báo, tài liệu pháp luật để phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, tìm hiểu chính sách pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật, tiếp cận thông tin pháp luật, hòa giải ở cơ sở của cơ quan tổ chức cá nhân. Từ năm 1998, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 1067 về việc phê duyệt dự án xây dựng và quản lý tủ sách pháp luật ở xã phường thị trấn. Nhằm triển khai việc xây dựng và quản lý tủ sách pháp luật ở tất cả xã phường thị trấn trên toàn quốc. Trong 3 năm, từ năm 1999 đến năm 2001, về cơ bản, việc xây dựng tủ sách pháp luật ở tất cả các xã phường thị trấn trên toàn quốc đã hoàn tất theo mô hình với các loại gồm sách, báo, tài liệu pháp lý. Từ khi ra đời, tủ sách pháp luật đã góp phần phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật rộng rãi đến người dân. Thế nhưng, thời gian gần đây, do thời đại công nghệ thông tin Internet phát triển đã ảnh hưởng đến việc khai thác sử dụng các tủ sách pháp luật. Cần khẳng định rằng rất nhiều thông tin từ nguồn tư liệu trên mạng Internet không chính thống, thậm chí sai lệch, đòi hỏi người sử dụng phải biết chọn lọc và phải được tra cứu lại bằng nguồn tư liệu tin cậy được xuất bản chính thức mà nguồn tư liệu này có ở các tủ sách pháp luật. Tủ sách pháp luật được xem như một mô hình tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại cộng đồng dân cư nói chung, tại ủy ban xã nói riêng. Nhận thức sâu sắc vấn đề này, một số địa phương vẫn thực hiện công tác quản lý, khai thác vai trò của tủ sách pháp luật tại địa phương mình. Đây là tủ sách pháp luật của xã An Trường, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Bên trong tủ sách vẫn được sắp xếp gọn gàng. Ngoài phục vụ cho nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ, công chức, thì khá nhiều người dân cũng thường lui tới để mượn đọc, tra cứu tài liệu, hướng dẫn khoa học, phục vụ sản xuất. Văn bản pháp luật có liên quan đến gần gũi với cuộc sống của mình. Ngoài phục vụ cho nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ, công chức, thì khá nhiều người dân cũng thường lui tới để mượn đọc, tra cứu tài liệu, hướng dẫn khoa học, phục vụ sản xuất, văn bản pháp luật có liên quan đến gần gũi với cuộc sống của mình, như Bộ Luật Dân sự, Bộ Luật Lao động, Luật Đất đai, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Khiếu nại tố cáo. Tình hình tủ sách pháp luật của xã An Trường trong những năm qua đó, thì người dân cũng thường xuyên tới để mượn, tra cứu, nhằm để tìm hiểu những cái văn bản vi phạm của pháp luật mà của nhà nước mới ban hành, như cái chính sách pháp luật của nhà nước mới ban hành, để bà con tra cứu tìm hiểu những cái thông tin mà cần thiết để mà cho bà con tiếp thu và nhận thức, rồi để về mà áp dụng những cái văn bản mà nhà nước mới ban hành ra đó cho nó đúng theo quy định, thì cũng như là nhằm để cái hạn chế mà những cái thắc mắc, những cái thủ tục như hành chính hoặc là những cái văn bản mà nhà nước ban mà dân chưa rõ đó, thì thông mình đến để tìm hiểu đọc, thì nhờ cái tủ sách pháp luật này á, thì giúp cho người dân cũng như là có một cái mô hình để cho người dân đến để tìm hiểu học tập, và qua đó đó thì cũng là nhằm để cho xã như cái nhân rộng cái mô hình tủ sách pháp luật ra, là nhằm để tuyên truyền phổ biến những cái chính sách của nhà nước mà cũng như những cái văn bản mà nhà nước ban hành. Thì nói chung hàng năm thì công chức tư pháp cũng có tham mưu cho ủy ban xã đó xây dựng cái kế hoạch phối hợp tuyên truyền trên đại với trạm thanh xã, thì hàng tuần hoặc là hàng tháng thì cũng có tuyên truyền những cái chính sách mới của nhà nước, đồng thời lồng ghép tuyên truyền những cái tài liệu mà hỏi đáp về pháp luật á, đúng sai. Tủ sách pháp luật ở xã An Trường đã trở thành địa điểm đáng tin cậy để người dân tới tìm hiểu và nhờ cán bộ xã chỉ dẫn giúp đỡ cho những sự việc xảy ra trong cuộc sống hàng ngày có liên quan về pháp luật. Nhờ thế mà nó cũng góp phần nâng cao trình độ dân trí cho mọi người. Mang rất nhiều lợi ích cho dân, mà thực tế nói chung là ở xã này chung là cũng rất tốt với dân. Nó là nói thật, mình người dân bình thường, đúng không? Mà nói chung là tới nói chung mình cần cái điều kiện gì, nói chung là cũng hướng dẫn nhiệt tình, rất nhiệt tình. Tủ sách pháp luật của trụ sở của ủy ban xã An Trường nói chung là rất là
có ý nghĩa với người dân, người ta tìm hiểu luôn, biết về pháp luật, tuyên truyền những cái bệnh rồi này kia đó. Cái gì mà người dân không hiểu thì nói chung là nhờ anh em cán bộ của xã hướng dẫn tận tình cho bà con hiểu. Tủ sách pháp luật ở xã An Trường thì để đầy đủ sách ngăn nắp gọn gàng cho dễ bà con tiếp nhận. Có ở đây bà con rảnh có lại đây là để tìm sách để đọc, nghiên cứu về chính sách pháp luật. Đọc sách để hiểu về pháp luật với giấy tờ đồ này kia bà con thắc mắc, bà con lại để đọc để hiểu biết. Cái sách pháp luật thì hiểu về luật tranh chấp đất đai, luật hôn nhân gia đình, trồng trọt chăn nuôi, nói chung cái gì cũng có hết. Còn đây là tủ sách pháp luật của xã Nguyệt Quá, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, được đặt tại bộ phận một cửa của ủy ban xã. Bên trong tủ sách có nhiều đầu sách khác nhau, các cuốn sách nằm không theo thứ tự là do người dân thường lui tới mượn, tìm đọc và tra cứu. Trên địa bàn của xã Nguyệt Quá thì có 3 cái tủ sách pháp luật được đặt 3 điểm. Thứ nhất là mở bộ phận một cửa của văn phòng ủy ban xã. Một cái nữa là ở trường tiểu học Nguyệt Quá. Và một tủ sách nữa là đặt bên chùa Sớm Trảng. Thì trong cái tủ sách pháp luật này nó có khoảng trên 200 cái đầu sách, các thể loại, là cái nguồn là của thư viện tỉnh cấp. Và cái nữa là từ cái các cái tài liệu của các ngành chuyên môn trên. Rồi ở xã cũng đặt thêm một số của nhà xuất bản. Hiện nay thì ở xã thì cũng có người dân đến tìm hiểu sách. Tuy nhiên thì nó cũng có cái một số là ít thôi chứ cũng không có nhiều. Tuy nhiên do cái mạng Internet hiện nay bây giờ, thời kỳ công nghệ 4.0 thì người dân cũng thường tra trên mạng thì nhiều hơn. Tuy nhiên thì ở có tủ sách pháp luật của xã thì bà con cũng có tìm hiểu được nhiều. Từ đó thì chấp hành cái đường lối chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước được tốt hơn. Ở xã thì cũng có cái kéo giảm được cái tình trạng mà đơn thư vượt cấp hoặc là khiếu nại tố cáo kéo dài. Còn từ đó thì góp phần lại cho người dân mình có nâng cao cái nhận thức về pháp luật hơn, rồi có làm giảm cái tình trạng tệ nạn xã hội cũng như là về cái an ninh chính trị cũng ổn định. Cái này thì 6 tháng định kỳ, 6 tháng một lần thì trên được thư viện tỉnh mình là trao đổi sách, như là trao đổi cái đầu sách các thể loại. Rồi khi mà thư viện tỉnh mà trao đổi thì cán bộ chuyên môn là cái bộ phận một cửa đó sẽ tuyên truyền cho người dân nắm được cái hiện nay có đang có sách mới để cho người dân nắm được, rồi từ đó người dân sẽ tìm đọc. Tủ sách này là của xã Nguyệt Quá, được đặt tại chùa Cốc, ấp Sớm Trảng. Tủ sách này là nơi để cho các Phật tử đến đây đọc, đồng thời cũng để phục vụ cho các sư học tập nghiên cứu hàng ngày. Là Phật tử cũng hay thường xuyên mà mượn để mà đọc, tại vì mỗi lần mà Phật tử qua chùa vậy á, Phật tử cũng có cái lòng để mà muốn biết cái về cái pháp luật á, thì Phật tử có mượn đi, có khi đọc tại chùa, có khi đem về nhà đọc, đọc xong rồi đem lại trả chùa. Như là thấy bên xã rất là lấy cái để tâm trong chùa, rồi có khi cái bộ luật mới thì cũng triển khai đem qua bên chùa để cho chùa biết. Ngày rằm ngày 15 với 30 á thì Phật tử qua rất là đông, rồi có sư cả ổng triển khai cho Phật tử để mà giảng, có khi giảng theo cái kinh của Phật, có khi giảng theo cái pháp luật của nhà nước đặt ra, rồi để cho Phật tử hiểu, rồi cho Phật tử làm theo cái tấm gương đạo đức của Bác Hồ hoặc làm theo cái luật của nhà nước. Và sau đây là một số ý kiến của người dân về việc tìm hiểu tủ sách pháp luật tại xã Nguyệt Quá. Thường thường đi vô xã thì thấy cái tủ sách thì nó phù hợp với dành cho người dân mình, để cho dân mình tìm hiểu thêm về pháp luật và cũng như các cái vấn đề liên quan về chính sách của nhà nước, giúp cho người dân mình hiểu biết rộng hơn và có nắm bắt được những cái gì đổi mới của pháp luật tốt hơn. Hầu như thì theo tôi thì tôi đến đây thì thường thì tìm hiểu về sách, về luật, về giao thông và luật đất đai. Cần khẳng định rằng, trên thực tế thì vai trò của tủ sách pháp luật luôn rất quan trọng đối với đời sống của người dân. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan, việc quản lý khai thác tủ sách pháp luật ở một số địa phương còn nhiều hạn chế.
Các địa phương cần có giải pháp để triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thông qua tổ sách pháp luật để đạt hiệu quả hơn. Theo tinh thần quyết định số 14/2019/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật để phục vụ tốt nhất cho người dân. Đến đây thì thời lượng dành cho chuyên đề Pháp luật và cuộc sống của Đài Truyền hình Trà Vinh ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại ở chuyên đề kỳ sau.